Bộ cái kia nó không ăn được. Minh Hưu. Minh Hưu nó làm gì nhỉ? Người ta hay ăn tẩm bổ á. Con này trúng quả rồi, con này được 4 năm củ luôn, 4 củ. Con nó non đấy. Ừ. Nhung của nó. Ừ. Anh chú anh bẻ mang về làm thuốc. Cưa đi nó lại mọc lên à? Em nhớ là em không rõ lắm, nhưng mà nó như móng tay của mình. Từ ra các thứ thì như móng tay. Nó không phải là như là nó mọc một lần. Con bò mà con trâu gãy sừng nó vẫn là bằng lại. Đấy, có bằng lại không?